Vĩnh Long Trung úy Nguyễn Duy Tân, cảnh sát giao thông công an huyện Long Hồ, bị giáng hai cấp cho mang thẻ ngành đi vay tiền, sống như vợ chồng với người phụ nữ nhưng không cưới. Ngày 1 tháng 3, lãnh đạo công an huyện Long Hồ Vĩnh Long cho biết Nguyễn Duy Tân, 29 tuổi, bị kỷ luật giáng chức xuống thượng sĩ. Đơn vị đang xem xét xử lý về mặt đảng đối với Tân. Trước đó, người phụ nữ 30 tuổi ở huyện Tam Bình tố cáo đến công an huyện Long Hồ và công an tỉnh Vĩnh Long về việc Tân lừa gạt tình cảm và tiền bạc. Trong đơn tố cáo, chị này cho biết sống chung như vợ chồng với Tân từ năm 2014. Giữa năm 2016, chị sinh bé gái nặng 3,2 kg. Lo sợ gia đình phát hiện, ảnh hưởng công việc của Tân nên cô gửi bé vào ngôi chùa ở thành phố Cần Thơ. Vài ngày sau, cháu bé mất. Tháng 8 năm 2019, Tân mang thẻ ngành, thẻ đảng thế chấp vay của chị 150 triệu đồng nhưng chậm trả, và không làm đám cưới như đã hứa. Khi bị tố cáo, Tân đã mang tiền trả người phụ nữ này. Kết quả xác minh cho thấy những nội dung tố cáo là có thật. Tân bị cho là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự lực lượng công an. Vĩnh Nam Let's Block Us. Oi.